Chiều mùng 10 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Tống Quang Thìn, Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố và trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa các huyện thành phố. Theo báo cáo của ngành y tế, tính đến 8 giờ ngày mùng 10 tháng 3, toàn tỉnh đã tiêm 2.034.423 liều vắc các loại, trong đó tiêm cho người 18 tuổi trở lên Tỷ lệ bao phủ mũi 1 đạt 99,5%, mũi 2 là 98,39% và mũi 3 đạt 83,52%. Đối với nhóm tuổi từ 12 đến 18 tuổi, tỷ lệ bao phủ mũi 1 là gần 82.000 liều, đạt 98,88% và mũi 2 đã tiêm là 78.860 liều, đạt 95,1%. Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu, trao đổi, thảo luận và thống nhất. Để nâng cao hơn nữa độ bao phủ vaccine, thời gian tới các huyện thành phố cần tăng cường chỉ đạo và tiêm phép cho người dân chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, trong đó quan tâm chú trọng đến các đối tượng già yếu, khó khăn trong việc di chuyển, triển khai tiêm tại nhà, đặc biệt lưu ý ra soát đối tượng là công dân tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Riêng đối với đối tượng thuộc diện F0, F1 đang cách ly và người mắc bệnh cấp tính điều trị tại các cơ sở y tế đã tiêm đủ hai liều vaccine sẽ được tiêm ngay sau khi khỏi bệnh. Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh cũng sẽ chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực sẵn sàng tiêm chủng cho nhóm đối tượng trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và tiêm mũi 3 cho nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ Y tế và được cung ứng vaccine. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 126.783 trẻ từ 5 đến 11 tuổi, từ đó cần 253.566 liều vaccine để tiêm đủ hai mũi cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch hiện nay.